Phương pháp nào giải quyết vấn đề học tiếng Anh suốt bao năm mà vẫn không cải thiện, không thể nhớ nổi từ vựng hay ngữ pháp để giao tiếp tiếng Anh? Bộ hai cuốn sách My Map English Vocabulary và Grammar học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh qua sơ đồ tư duy là giải pháp tuyệt vời giúp bạn nạp từ vựng cùng ngữ pháp một cách siêu tốc và hiệu quả. Được thiết kế với hơn 400 sơ đồ tư duy My Map cùng 2.000 hình ảnh sinh động. Không chỉ là bộ sách đơn thuần, bộ sách My Map English Vocabulary và Grammar còn được tích hợp bài học trên app MC Book với 300 bài nghe và 400 bài tập thực hành giúp bạn có thể học tiện lợi mọi lúc mọi nơi mà vô cùng chất lượng. Chỉ với 30 ngày, bạn sẽ nắm vững hoàn toàn 3.700 từ vựng thông dụng và trong 19 cấu trúc ngữ pháp cùng 19 chủ đề giao tiếp phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, phương pháp học MyMap sẽ giúp bạn kích thích sự sáng tạo, tư duy logic và phát huy tối đa trí tưởng tượng, sự tập trung và khả năng ghi nhớ. Nhanh tay sở hữu bộ sách MyMap English Vocabulary và MyMap English Grammar để level up siêu tốc trình độ tiếng Anh ngay hôm nay nhé!